Rồi, chào tất cả bà con nha. Thì hôm nay mình sẽ đi review cái phiên chợ lá ở cửa 8 chợ Long Hoa. Thì tại sao gọi là phiên chợ lá? Tại vì phiên chợ này là được giao dịch tất cả đều bằng lá cây, hay còn có một cái tên gọi khác đó là phiên chợ tiên. Thì phiên chợ này sẽ hoạt động vào ngày 12 cho đến ngày rằm tháng giêng hàng năm. Thì đầu tiên là phiên chợ này do bác sĩ là Bùi Quốc Thái khởi xướng. Thì ban đầu là có một số gian hàng nhỏ lẻ, về sau là phát triển lên đó là nhiều hơn. Và thường đó là hoạt động ở 4 điểm chính. Một đó là cửa 8 chợ Long Hoa gần phòng thuốc. Thì điểm thứ hai là cũng phòng thuốc luôn, ở khu vực là cây xăng Đắc Thi, Trường Hòa. Thì điểm thứ ba đó là Hóc Trâm. Ba địa điểm trên này là đều là phòng thuốc của bác sĩ. Và địa điểm thứ tư đó là điện thờ Phật Mẫu Hòa Đạo Long Hải. Thì ngày mai là còn một ngày cuối cùng diễn ra tại điện thờ Hòa Đạo Long Hải. Bà con nào mà chưa đi thì mình tranh thủ nha. Năm sau nếu mà ai mà có nhu cầu mà bán ở chợ tiên này thì có thể liên hệ với mình. Tại vì cái phiên chợ này là ai cũng có thể ra bán được. Mình có nhu cầu thì mình đăng ký bán, không giới hạn số lượng cũng không giới hạn mặt hàng. Rồi, phiên chợ lá sáng hôm nay là hoạt động rất là sớm quý vị. Là 6 giờ đã hoạt động, nhưng bây giờ là gần 6 giờ rưỡi mà muốn hết hàng rồi. Rồi, anh này đang bán trái cây nè. Mấy chị bán xôi nè. Mới bán có một tí mà hết ráo rồi. Cửa hàng này là bán tự do nha bà con, ai có gì thì đem ra bán cái đó, không hạn chế số lượng, không hạn chế cửa hàng luôn. Cháo bà con, cháo với chú quẩy nè, hai cái đồ cháo mà chưa có cho đồ mút chắc. Ủa này mình bán gì vậy chạy? Mì tròn đây. Này chuẩn bị bán cháo này. Bánh này chú quẩy.
ăn được. Anh này chắc chuẩn bị bán bánh mì quá. Diễm ơi đây này, Diễm ơi. Từ từ đi cô. Rồi cô này chắc bán bánh mì nè. Bánh mì chay. Lấy dao, cắt. Chị Diệu cầm dao ở trong bịch rồi thấy đưa bịch của mình nó thấy đó. Lấy dao đang cắt. Làm một cái nào. Nè 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 group ở Facebook á. Bất ngờ quá mà chưa. Ăn cái bếp này không hả? Không có mì đi. Ăn cái bếp này lấy mì cui à. Lấy nào. Bọn mình ai chưa đi chợ tranh thủ nha. Ngày mai ngày 15 sẽ còn một ngày nữa. Địa điểm tổ chức đó là điện thờ Phật Mẫu họ đạo Long Hải. Thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh. Thì ngày mai thì tại địa điểm này là quy mô sẽ rất là lớn, có nhiều gian hàng, rất là đông mọi người. Nên ai có đi là tranh thủ đến sớm nha. Thời gian đó là 1:30 chiều.